Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở thị xã Cai Lậy của Tiền Giang. Hôm nay mình quay trở lại vườn mai có anh Tám anh em ơi. Anh Tám giao lưu với anh em một cặp mai khủng nè. Cây VIP anh em. Giá cả xíu nữa anh báo công khai trong video đó. Anh em xem hợp nhãn liên hệ với anh Tám để mình chốt cặp này. Từ xa mình đứng khoảng 8 mét nè, quay hết cái bộ tàng đó nha. Này anh vuốt tàng thông rồi, tàng thông một cốt. Cây này thiên nhiên. Xưa người ta có chỉnh sửa nước nước hay nước cái nè, bắt đầu nó trồng thả luôn nha. Ở đây mình thần cái bồn này lâu chưa anh Tám? Cái bồn này gần 4 năm. 4 năm ha. Cây là bao sung nè, mừng mở luôn nè. Cái này cái mặt bông chứng là khoảng bao nhiêu cái anh Tám? 8 đến 12. Dạ. 9 cánh cũng có. Rồi bông 8 12 cánh không nha anh em. Có cái mặt bông gió đó, cái này bông gió nó chưa có đủ nha. Bông vàng đậm. Mới tới nhìn cái bộ tàng là kết liền nha. Đi vòng tổng thể cho anh em xem đó nè, tròn quay luôn, anh trăm cây rất là sung rồi nè. Đây từ xa nha, lên cái bụng cân xứng luôn. Cái này nó chiều cao nó khoảng nhiêu vậy anh Tám? Chiều cao nó 4m9. Rồi tán ngang 5m. Rồi cao 4m9 nha nè, còn tán ngang 5m. Cái bộ tàng là nó bung tròn hết nha nè, mặt nào bên kia cũng vậy nha, tại bên kia mình đi phía bên kia không có được, tròn hết. Rồi nhẹ nhẹ vô cho anh em xem cái dàn xương đó nè. Nè. Quá lực. Đây một cốt giót nha nè. Với đây cây này có cái thân nó lắc rất đẹp nè. Cây liền lạc, cây không có vết thẹo tích gì nè. Đây có cái chân cành mà này anh xử lý rồi nha. Mấy cái da nó nổ giống cây sù quá nè anh Tám. Nát nó bung bung vậy mà mình không có báo sù à. Mình cây vậy thôi, nói chung thì nào có sù anh em hưởng. Rồi này, ví dụ mình giao lưu với khán giả mình có hỗ trợ xếp gì không anh Tám? Nếu mà được giá cả thì mình đây hỗ trợ ra tới đầu hẻm khoảng chừng trăm mấy mét à. Đây chứ tài... anh không bao xếp nữa. Rồi tai chi nó làm như đùa ếch vậy nè, lực sĩ nha, u nần mà nó to không à. Cái này đế anh trồng anh lắp thôi nè, không có môi đế nha. Cái này xưa giờ có làm đế gì không anh Tám? Không, vậy về tưới thì nó bung vậy thôi, ăn không bưng. À, đây mấy cái dây đế có vậy nè. Đâu mình lên đo thử cái thông số gốc này có khoảng nhiêu anh Tám? Cây nó khó đo nha anh em, anh đo nhiều thông số nha. Rồi nhiêu anh Tám? 83. Rồi, 83 nha anh em. Rồi mình đo thêm thông số đi anh Tám ơi. Xích lên xíu nhiêu anh? 78. Rồi, 78 nha anh em. Rồi anh đo thử thốc thân cho anh em hình dung nha nè. Thốc thân 75. Rồi thốc thân 75. 38. Rồi 38. Đo bên này không? Rồi đo cái chân cành thứ hai luôn anh. Rồi này 39. Rồi 39. 9. Rồi 29. Để đâu mình đế hả? Rồi đo nhẹ nhẹ nào đế luôn anh. Cái này xưa giờ đế anh chưa có mò cái luôn nha. Chỉ thấy vậy thôi. Rồi cái này khán giả nào đến mà mình có một cho màu đế rồi xem không, cho ai có thiện chí cho thêm thỏa mát. Dạ tầm mấy mét anh? Ngược xuống. Dạ cái này chắc leo chịu thoải mái hả anh Tám? Thoải mái. Rồi từ xa cho quý anh em xem lại một lần nữa cái bộ tàng nha anh em. Đây. Đã quá, cái này ra một cây hay cây lá nữa, tàng nó dày nữa, nhìn nó bắt mắt dữ lắm anh em. Rồi anh Tám ở số 1 này mình chốt với khán giả tầm khoảng nhiêu vậy anh Tám? À, cây này chốt 900 còn khối lượng. À, giá khởi điểm 900 ha anh. Rồi ok. 900 triệu nha anh em. Giá khởi điểm nha, còn thương lượng nha anh em. Rồi tiếp theo. Mời quý anh em tham khảo gốc mã số 2 nha. Cây này không có thua kém gì cây mã số 1 nha nè. Hoành to nha. Anh đang tạo tàng thông nè. Nè. Đang vô dây nha. Định hình đó. Bộ tàng cũng sắp dày vậy anh em ơi. Cây sung nha. Cái số 2 này cao khoảng nhiêu vậy anh Tám? Cây này cao 4m9, tán ngang 5m luôn. Rồi, cao 4m9 nha nè. Tán ngang 5m nha. Đây. Cây sung mừng mở nha.
Nên anh em nào mà Zalo chốt cây thành công đó, ảnh cho anh em gửi nha anh em. Gửi bình thường khi nào cây nó lá nó già đó, cái anh em bứng nha. Đây do phạm vi gần nhà, quay gồng gồng xa không được nha anh em. Quay gần cận nha. Rồi, cái này anh thần là được 4 năm nha. Cái bông là khoảng bao nhiêu cánh vậy anh Tám? 5 đến 7. Rồi, 5 đến 7. Rồi, một giáp vòng cho anh em xem cái bộ tàng đó. Đây. Một cốt gõ nát nha. Rồi, đây dàn xương phía bên trong nè. Chân tàng mũ lượng nha. Rồi đế đây nè. Làm như con quái thú vậy nha. Đế nó bài rồi nó múa lượn nha, quấn nhau. Cây liền lạc nha nè. Cây thuần rồi, anh em yên tâm sức khỏe nha. Bên đây làm như lên nu luôn nha. Rồi anh Tám nó thử thông số mã số 2 này có phải như anh Tám. Rồi, cái này cây này hơi khó đo nha nè. Thân gốc nó phình nó to vậy nè. Để anh đo nhiều thông số cho anh em hình dung nha. Rồi, thông số nhất là nhiêu anh? 99. Rồi, 99. Rồi, mình đo thêm xích trên cao xíu anh. Đúng rồi. Nè. Rồi. 95. Rồi, 95. Mình đo trên cao luôn anh Tám. 81. Rồi, 81. Mình đo luôn rồi đấy luôn anh ơi. Lớn à. Tập hơn 3 cây không anh? Ba mét sáu. Rồi 3m6 nha anh em. Hết biết rồi đấy. Rồi đấy đặt nha anh em. Còn ở đây cây anh trồng nó xưa giờ thần bồn đó, anh lắp đế lại nha, không có mồ đế lên nha. Đây. Tàn đây. Đặt khừ luôn nha. Do nó đang du dây nè, này da ra vài cơ lá là anh em nhìn nó khác lại nè. Thành tàn thông nha. Tàn thông một cốt. Đế đây. Rồi, chân cành 34 nha anh em. 31. Rồi, 31. Thoát thân 50. Rồi, thoát thân 50. Rồi, để cây to mà để nó chảy đều hết nha anh em. Cây nước da nó thấy nó cũng còn tơ nha anh em. Cây này nuôi cũng phát triển nó lớn lắm nha. Non xèo. Bông là 5 đến 7 nha anh em. Chính xác nha, mai nhà để anh báo cho anh em. Chính xác không có khác nha anh em. Rồi xa cho anh em xem là bộ tàng lần nữa nha. Đây. Gần 1 mét quành nha. Cây mét quành giờ kiếm căng lắm anh em. Rồi cái số 2 này mình chốt với khán giả tầm khoảng nhiêu vậy anh Tám? 980 triệu ha. Là mình có còn thương lượng được không anh? Còn thương lượng chút đỉnh. Rồi còn em nào mà chốt nguyên cặp là mình có cái giá nào tốt không anh? Rồi, đúng rồi, nếu mà chốt không nguyên một cặp thì có cái giá hợp lý cho anh. Rồi. Cặp này chơi xứng đáng đồng tiền nha anh em. Anh em nào thiện chí đó mình alo trực tiếp anh Tám đi. Để mình trao đổi rồi mình chốt anh em. Số 1, số 2 nha. Cái mã số 3 này cao khoảng nhiêu vậy anh Sáu? Anh Tám. Cây này là cao 4m mấy. Rồi 4m4 rồi. Trên 4m hay còn tán ngang nữa anh? Tán ngang và khoảng 4m rưỡi. Rồi tán ngang 4m rưỡi. Một cốt giót nha nè. Tàn thiên nhiên nha. Trên cạnh đóng nè. Rất là đều nha. Cái này bông nó là khoảng bao nhiêu cánh vậy anh? Bông này 5 cánh bầu. 5 cánh bầu đậm. À nó chùm không anh Tám? Thì nó cũng chùm vậy đó. Rồi nó 5 cánh. Rồi cây 5 cánh nguyên thủy xưa như này anh em. 5 cánh bầu nha.
bộ tàn thì bao tròn quay luôn nè, có bông gió mà xa quay không tới nha nè, tàn trên 4 mét nha, tán ngang tầm khoảng 5 mét nè, 4-5 mét nha, phỏng phỏng thôi. Chân cành thì đóng đều hết từ dưới lên trên. Đây giờ vị trí vườn nó hơi nhiều cây, nó cận cận cái quay nó không xa được nha, gần gần cho anh em xem. Rồi đấy đây, wow, đế nó bài bắt đầu nó ôm xuống nè, hiện nguyên hình luôn. Đấy. Rồi đó mình đo thử thông số của khoảng nhiêu anh Tâm? Vị trí này 73. Rồi 73 đâm đó xuống sát về đấy luôn coi như anh. À đúng rồi. 77. Rồi 77. Rồi mình đo luôn rồi đấy luôn anh Tám ơi. Rồi 3m3. Rồi nồi đấy cứng ngắc luôn nha nè. 3m3 nha. Ở đây mới có mấy cái điểm này là nó làm sao anh Tám? Để nó xù xì nè. Nó giống như xù vậy, nó bung bung lên như xù vậy mà nó mới hiện tượng thôi. Rồi, đây nè mấy cái nách này nha nè. Vậy nha. Nguyên cái nách là nó bung. Rồi. Nồi đấy 3m3 nha. Đế này anh báo bên dưới nó có hết nha nè, còn nữa nha. Này. Chồng không có môn. Rồi mặt trên thôi. Chân tàn bên trong này nè. Hơn 70 hoành nha. Rồi số 3 này thì mình chốt khán giả là khoảng nhiêu vậy anh Tám? Cây này chốt 390. 390 là mình còn thương lượng được không anh? Còn thương lượng chút để. À rồi. 390 triệu nha nè. Giá còn thương lượng với anh em nha. Thiện chí mình alo anh Tám đi để mình chốt.